anh em nhá. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cách đấu một chiếc vang cơ với lại một con đẩy 4 kênh, rất là đơn giản thôi. Đây các bác xem này. 1 Rồi ok, bây giờ sẽ quay ra đằng sau để hướng dẫn anh em cách đấu lối đằng sau nhá. Đấu lối này sẽ có hai cách để các bác đấu. Cách thứ nhất là anh em sẽ đây quay ra sau anh em xem. Cách thứ nhất là các bác có thể link cổng một lọ sang cổng kia bằng cách chúng ta sẽ anh em sẽ hướng dẫn một cách chậm rãi thôi nhá. Để các bác xem qua video có thể làm ngay. Cách thứ nhất ở đây sẽ nhìn quay cho anh em xem. Để rút hết ra để đấu lại từ đầu cho các bác xem cách thứ nhất nhá. Đó là cách chúng ta sẽ link từ cổng 1 sang cổng 2, cổng 3 sang cổng 4 nhá. Ở trên con đẩy 4 kênh này của em thì nó sẽ có hai cái đường link sang hai kênh còn lại. Đó là kênh bác nhìn kỹ nhá. Ở kênh 1 này, CS1 input này là đường vào này. Và cái kênh CS1 có chữ link này chính là cái đường link sang một cái kênh khác, hoặc là chúng ta sẽ link sang một con đẩy khác. Và kênh số 3 này có một cái cổng link sang như này để anh em cắm sang một con đẩy khác hoặc là một cục đẩy khác. Thì tuy nhiên là tùy theo các loại đẩy thị trường ấy, có những con đẩy nó sẽ có 4 đường link riêng ra từng kênh vào và ra luôn, vào và ra luôn. Nhưng tuy nhiên thì con đẩy này của em thì nó chỉ có 2 đường link ra thôi, để các bác có thể link từ cổng lọ sang cổng kia. Thì em sẽ đấu cho bác xem thử luôn nhá. Ở trên con vang này thì anh em xem đây, trên con vang này nó sẽ có 2 đường ra này, anh em lưu ý cho em này. Bác lưu ý này, nó có 2 cổng ra này, cổng phải và cổng trái này, có chữ output này. Để anh em sẽ cắm hai cái đường jack ca lông tín hiệu từ vang này chúng ta sẽ cắm vào đẩy bằng cách là hai cái đường jack ca lông đực của cái như thế này. Đây chính là hai đường jack ra. Trên con vang thì nó chỉ có 2 cổng chính để ra thôi. Đấy. Và hai con đầu còn lại của cái jack này chúng ta sẽ đấu vào cổng 1 và 3 nhá. Đây anh em sẽ nhìn đây. Nó sẽ đấu vào cổng 1 giây chúng ta sẽ đấu vào cổng input số 1. Đây input số 1 này, và cổng còn lại đấu vào cổng input số 3. Đây đấu vào cổng số 3 cho anh. Đấy, và cổng số 3 như này. Và chúng ta còn hai cổng còn lại đúng không? Hai cổng còn lại là cổng link 1 này chúng ta sẽ đấu sang cổng số 2 và cổng 3 sẽ đấu sang cổng số 4. Đấy. Đấy là cái cách chúng ta link đường tín hiệu thôi. Cái này cách này chúng ta link là rất là đơn giản. Bác xem qua có thể làm được ngay. Đấy. Bác thấy không ạ? Cổng 1 sẽ link sang cổng 2 này. Cổng 3 này chúng ta sẽ link sang cổng số 4 này. Và bốn cái jack ra loa này chúng ta sẽ đấu vào 4 chiếc loa riêng biệt. Ở đây thì em có ví dụ em lấy 2 chiếc loa này là một vế này và 2 chiếc bên này là một vế, thì em sẽ đấu ở đây cái jack như thế này. Em sẽ đấu vào cổng số 1 này và cái loa số 2 này em sẽ được cổng vào số 2 luôn. Đấy. Và hai cái loa còn lại đây. Cái jack này sẽ cống số 3 và số 4. Đấy là chúng ta cách link đấu riêng biệt từng loa một đó. Ở đây thì con vang cơ này em đang bắt Bluetooth bằng điện thoại, còn nếu anh em nào cắm từ TV xuống anh em có thể cắm qua cổng quang học bằng cái cổng optical này, đường vào này optical. Ở đây em đang bắt bằng Bluetooth để bắt nhạc vào đây. Đây chúng ta cách đấu xong, em xin sẽ nhắc lại cho các bác một lần nữa để anh em xem qua nhá. Đây hai, đây chính là hai cái đường jack chúng ta cắm từ con vang xuống này, sẽ cắm vào cổng 1 và cổng 3 input 1 này và input số 3. Chúng ta sẽ link từ cổng 1 này sang cổng 2, cổng 3 này và sang cổng 4. Đó, chúng ta sẽ link như vậy để thành một con đẩy và hai đường vào này, và sẽ link sang cổng 1, 2 và cổng 3, 4. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai anh em có thể đấu là chúng ta sẽ chuẩn bị cho em một cái sợi dây như thế này. Cái sợi dây này nó là sợi dây ca lông đực cái, nhưng mà nó sẽ chia ra cho các bác đều hơn. Anh em mà không phải link gì cả, các bác mua sẵn luôn cái sợi dây này, một đầu này và sẽ ra hai đầu này. Dơ lên cho anh xem. Bác nhìn thấy không ạ? Một đường vào đây và sẽ tách ra làm hai như này. Đây. Và cái rắc còn lại này chúng ta sẽ một và ra hai như vậy, tiếp tục như vậy. Đây, rút này ra anh em, rút hết từ đầu rắc này ra. Đây, cho các bác xem luôn. Cách thứ hai còn đơn giản hơn cách thứ nhất. Đấy. Mà sử dụng gần như là ai cũng có thể đấu được. Ở nhà các bác có thể xem qua video này là có thể thực hành được hết. Bác xem video nhớ ủng kênh bên em bằng cách nhấn nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh hoặc là bác nào có cái câu hỏi nào thắc mắc thì có thể comment ở phía dưới của cái màn hình cho em. Đấy, bác nhìn thấy không? Đây là sẽ là một đường vào này, đường ra này.
của cái vang này nó sẽ tách ra làm hai. Đấy, nó sẽ chia đều tín hiệu ra kênh 1 và kênh 2. Và cái rắc tín hiệu còn lại đây nó sẽ rắc chia ra kênh 3 và kênh 4. Như vậy chúng ta sẽ có 4 cái loa riêng biệt rồi. Cách thứ hai này chúng ta sử dụng cái sợi dây xịn như này để chia tín hiệu thì nó rất là tốt. Đấy, rất là đều. Đó. Kể cả anh em linh giang rất nhiều nó đẩy khác cũng vẫn được. Cách này theo em là thấy là hay nhất mà sử dụng cái sợi dây như này. Đấy, có dây 1 ra 2 sợi như này. Còn cái cách đầu tiên thì anh em có thể link từ kênh 1 sang kênh 2, kênh 3 sang kênh 4 thì cũng được. Đấy, cũng là ok. Thì sẽ có hai cách như thế. Bác nào thấy phù hợp cách nào thì anh em có thể thực hành cách đó. Bây giờ quay ra trước để mở nhạc lên các bác thử nghe nhá. Đây. Nhạc trên điện thoại em ơi. Ở đây đây đều. Ok, chúc các bác đấu lối thành công nhá. Em sẽ kết thúc video ở đây. Bác nào xem chưa video thì nhớ ủng hộ kênh bên em bằng cách nhấn nút like nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới màn hình. Còn là anh em nào mà còn thắc mắc thì có thể là comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp các bác ở cái video clip tiếp theo nha.